Một người hướng dẫn du lịch safari tại Zambia đang quay phim những con hà mã dưới nước thì đột nhiên một con bơi thẳng tới và trồi lên ngay sau lưng ông này. Con hà mã này bắt đầu đuổi theo thuyền máy của ông ta. Hãy xem lại, nó bơi đuổi theo rất nhanh, nhưng thật may mắn là thuyền máy của ông này còn chạy nhanh hơn.